Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong Thủy Tuệ Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt để sửa chữa nhà cửa, tu tạo nhà cửa trong cái tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì để lựa chọn được ra ngày tốt cho cái việc là tu tạo sửa chữa nhà cửa thì chúng ta dựa vào 31 tiêu chí này. Có 31 tiêu chí này đều được lấy trong cái quyển là ngày tốt toàn thư. Ngày tốt toàn thư, chúng ta sẽ sử dụng tài liệu là ngày tốt toàn thư để tìm ngày tốt và giờ tốt. Đây, ngày tốt và giờ tốt. Chọn ra ngày tốt, giờ tốt trong tháng 4 âm lịch. Đây, giờ tốt. Có đủ tất cả các giờ cho quý vị dùng. Đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào việc là tìm ra những ngày tốt trong tháng 4 âm lịch cho quý vị tu tạo sửa chữa nhà cửa. Đấy. Đầu tiên quý vị biết là tháng 4 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 1 tháng 5 đến ngày 29 tháng 5. Cái ngày mùng 1 nó là ngày Giáp Dần. Tháng 4 nó là tháng Thiếu, tháng Ất Tỵ. Đấy. Thì trong tháng 4 có hai tiết Lập Hạ và Tiểu Mãn. Thì tiết Lập Hạ nó khởi từ ngày mùng 5 tháng 5, còn tiết Tiểu Mãn nó khởi từ 21 tháng 5. Đó. Để lựa chọn ra được ngày tốt thì đầu tiên chúng ta cần loại bỏ những ngày xấu. Ngày xấu cần tránh bao gồm ngày đầu tiên là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng này nó sẽ là trong tháng 4 nó sẽ là ngày Mão và ngày Tuất. Ngày Mão là ngày sát chủ, ngày Tuất cũng là ngày sát chủ, chúng ta cần loại bỏ. Ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ là ngày sát chủ theo mùa. Ngày sát chủ theo mùa nó là ngày Ngọ. Thì tất cả những ngày Ngọ ta dùng. Ngày thiên địa chuyển sát nó là ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ, đúng không? Ngày Mậu Ngọ là dính vào thiên địa chuyển sát, ta cũng không dùng. Ngày thụ tử trong tháng 4 nó là ngày Tỵ. Ngày Tỵ sẽ bao gồm 3 ngày là mùng 4 này là Đinh Tỵ, 16 là Kỷ Tỵ và 28 là ngày Tân Tỵ, thì đều là ngày xấu cả. Tiếp đến là ngày Dương Công Kỵ. Dương Công Kỵ trong tháng 4 là ngày mùng 7 là ngày Canh Thân. Ngày xấu thứ tư chúng ta cần xét, ngày xấu thứ 6 chúng ta xét đến đó là ngày Tam Nương. Ngày Tam Nương sẽ bao gồm các ngày mùng 3 là ngày Bính Thìn, ngày mùng 7 là ngày Canh Thân, ngày 13 đó là ngày Bính Dần, ngày 18 là ngày Tân Mùi, ngày 22 là ngày Ất Hợi và cuối cùng là ngày 27 là ngày Canh Thìn. Đó là những cái đó là những ngày Tam Nương chúng ta cần lại bỏ. Ngày xấu tiếp theo chúng ta cần lại bỏ là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày Nguyệt Kỵ bao gồm 3 ngày là mùng 5 là ngày Mậu Ngọ này, ngày 14. 14 là ngày Đinh Mão và cuối cùng là ngày 23. 23 là ngày Bính Tý. Ngày Bính Tý là ngày 23. Tiếp đến là chúng ta trong cái việc mà tu tạo sửa chữa, chúng ta kỵ ngày Nguyệt Kiến, Nguyệt Phá, đúng không? Nguyệt Kiến là ngày Tỵ này. Trùng ngày tự tử. Xung với Tỵ là Hợi thì Hợi sẽ là Nguyệt Phá. Tiếp đến là ngày Thổ Phù. Ngày Thổ Phù thì nó là ngày Tỵ, chúng ta cần cũng không dùng. Ngày Trực Bình là ngày Thân, chúng ta cũng lại bỏ. Ngày Trực Bình là ngày Thân này. Ngày Trực Thu thì nó là ngày Dần, chúng ta không dùng. Ngày Trực Bế là ngày Thìn, chúng ta cũng không dùng. Ngày Kiếp Sát là ngày Dần. Đó, ngày Dần rất là xấu. Ngày Tai Sát là ngày Mão. Tất cả ngày Mão không dùng. Tiếp đến là ngày Nguyệt Sát là ngày Thìn. Nguyệt Sát là ngày Thìn. Nguyệt Hình là ngày Thân. Nguyệt Hình là ngày Thân. Nguyệt Yếm là ngày Mùi. Ngày Mùi sẽ có ngày mùng 6 là ngày Kỷ Mùi và 18 là Tân Mùi nhé. Ngày Thiên Sứ là ngày Ngọ. Thì ngày Ngọ có 3 ngày, mùng 5 mùng Ngọ thì phạm thiên địa chuyển sát. Với ngày Ngọ lại phạm ngày gì? Sát chủ mùa, chúng ta không dùng. Ngày Đại Thời thì là ngày Thìn. Tất cả ngày Thìn ta không dùng. Ngày Tứ Phế là ngày Bính Thân. Ngày Tứ Phế là ngày Bính Thân, trong tháng này không có ngày Bính Thân. Ngày Ngũ Mộ là ngày Bính Tuất. Bính Tuất cũng không có trong tháng. Ngày Thổ Phù là ngày Dần. Tất cả ngày Dần chúng ta cũng không dùng. Tiếp đến là ngày gì? Tiếp đến là ngày Địa Nam. Địa Nam là ngày Kỷ Mão và ngày Kỷ Sửu. Kỷ Sửu không có này. Kỷ Mão là ngày 26, trùng ngày sát chủ ta bỏ rồi. Đó. Đó là những ngày xấu cần tránh trong cái tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm ra những ngày tốt để chúng ta dụng sự này. Thì ngày tốt đầu tiên chúng ta là tìm là ngày Nguyệt Ân. Ngày Nguyệt Ân trong cái để ngày Nguyệt Ân trong tháng này nó sẽ là ngày gì? Ngày Kỷ đúng không ạ? Ngày Kỷ thì chúng ta sẽ ngày Kỷ nào? Chúng ta có ngày Kỷ Mão là ngày 26 này thì nó phạm vào ngày sát chủ rồi này. Ngày 16 là ngày Thụ Tử là ngày Kỷ Tỵ cũng không dùng được. Ngày Kỷ Mùi là ngày mùng 6 cũng không được. Đấy. Tiếp đến là chúng ta có ngày là ngày sửa chữa nhà cửa là ngày gì? Ngày Tứ Tướng. Tứ
Tứ tướng là ngày Mậu và ngày Kỷ. Thì ngày Kỷ chúng ta vừa không tìm được rồi, ta tìm ngày Mậu nhé. Ngày Mậu trong tháng này có ngày Mậu Ngọ này. Ngày Mậu Ngọ thì là bị phạm vào ngày sát chủ mùa, bên sát chủ rồi. Ngày 15 là ngày Mậu Thìn thì cũng bị phạm sát rồi, ta không dùng được. Ngày Mậu Dần ngày 27 cũng không dùng được. Ngày Thời Đức trong tháng này là ngày Thìn thì cũng không dùng được. Ngày Tam Hợp, ngày Dậu và ngày Sửu. Ngày Tam Hợp, ngày Dậu, ngày Sửu thì ngày Dậu chúng ta có ngày mùng 8 là ngày Tân Dậu. 20 là ngày Quý Dậu. Ngày 12 là ngày Ất Sửu. Ngày 24 là ngày Đinh Sửu. Đó. Ngày Trực Khai là ngày Mão. Ngày Mão thì chúng ta bị phạm ngày sát chủ, ta không dùng được. Đó. Như vậy trong tháng này thì chúng ta tìm được 4 ngày tốt để cho tiến hành công việc gì? Tu tạo, sửa chữa nhà cửa. Và có thêm một ngày nữa, đó là ngày Giáp Tý, là ngày 11. Ngày Giáp Tý. Như vậy là sau khi sử dụng tài liệu ngày tốt toàn thư, chúng ta lựa chọn được những ngày tốt sau. Ngày tốt đầu tiên là ngày 12, là ngày Ất Mão. Ngày tốt đầu tiên là ngày 12, là ngày Ất Sửu. Ngày tốt thứ hai là ngày 20, là ngày Quý Dậu. Ngày tốt thứ ba là ngày mùng 8, là ngày Tân Dậu. Ngày tốt thứ tư là ngày 24, là 24 là ngày Đinh Sửu. Và ngày tốt thứ năm là ngày gì? 11 là ngày Giáp Tý. Thì đây là những ngày tốt để cho quý vị tiến hành công việc sửa chữa, tu tạo nhà cửa nó hanh thông thuận lợi. Thì quý vị hãy áp dụng những ngày này. Đây, lựa chọn được sau khi loại bỏ 31 tiêu chí này thì chúng ta mới lựa chọn ra 5 ngày tốt này. Đấy, đây là quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và tất cả những cái này, ngày tốt này thì đều được tìm trong quyển ngày tốt toàn thư. Đấy, thì đây là những ngày tốt. Đấy, còn quý vị muốn tìm giờ tốt thì hãy sử dụng tài liệu ngày tốt toàn thư để tìm. Trong này có chọn được khung giờ tốt và hướng dẫn quý vị phải chọn giờ như thế nào để cho nó được cắt lợi nhất. Đó. Đầy đủ các ngày trong năm, đây quý vị hoàn toàn yên tâm và quyển này sẽ dùng trọn đời, không phải dùng 1 năm nhé. Đó. Thì chúng ta biết là ngày 12 đúng không ạ? Ngày đầu tôi tổng hợp ngày, đây là lịch dương này, đây là bảng dương lịch. Thì ngày tốt là ngày 11 là ngày Giáp Tý. Ngày 11 tháng 4 nó tương ứng với ngày 11 tháng 5 này. Thứ hai là gì? Ngày 12 tháng 4 là ngày Ất Sửu, 12 thì nó cũng tương ứng với ngày 12 tháng 5. Và gì? Ngày 20 ngày mùng 8 là ngày Tân Dậu thì nó cũng tương ứng với ngày mùng 8 tháng 5 dương lịch. Cuối cùng là gì? Ngày 20 thì nó cũng tương ứng với ngày 20 tháng 5 dương lịch. Ngày 24 thì nó cũng tương ứng với ngày 24 tháng 5 dương lịch. Đó. Đó là gì? 5 ngày tốt trong cái tháng 4 âm lịch cho quý vị tiến hành công việc là tu tạo, sửa chữa nhà cửa. Đấy. Như vậy là quý vị đã vừa theo dõi xong cái bảng chọn ngày tu tạo sửa chữa nhà cửa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình ngày một tốt hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Chúc quý vị một ngày mới an lành. Xin cảm ơn.